không phải Bukayo Saka hay Martin Odegaard. Cái tên được xem là quan trọng nhất trong đội hình Arsenal ở 10 vòng đấu cuối cùng của Premier League là Thomas Partey. Cụ thể hơn, tình trạng thể lực của tiền vệ người Ghana sẽ là yếu tố quyết định đến cơ hội đăng quang của pháo thủ sau 19 năm chờ đợi. Đó là lý do vì sao những thông tin về chấn thương của Partey khi anh trở về khoác áo đội tuyển Ghana lại giành được sự quan tâm đặc biệt tới như vậy. Giống như những tuyển thủ quốc gia khác, Partey đã trở về Ghana để thi đấu những trận cho đội tuyển quê hương trong kỳ FIFA Days. Nếu được phép lựa chọn, Arteta chắc chắn muốn giữ cò học trò cưng trong tủ kính thay vì để anh về chơi bóng cho đội tuyển quốc gia. Partey là một thành viên chủ chốt, nếu không muốn nói là quan trọng nhất trong đội hình của Arsenal lúc này, và chắc chắn không một ai ủng hộ pháo thủ muốn nhận thông tin về các chấn thương tiếp theo của tiền vệ người Ghana. Arsenal chỉ còn cách chức vô địch Premier League 10 trận đấu nữa. Vì thế, hơn lúc nào hết, họ đang cần một đội hình lành lặn, đặc biệt là với Partey, người đã liên tục phải đối mặt với những chấn thương khác nhau kể từ khi chuyển tới Emirates từ Atletico. Đó là nguyên nhân vì sao Arsenal đặc biệt cẩn trọng khi Partey trở về khoác áo đội tuyển Ghana. Đội bóng cử hẳn một chuyên gia vật lý trị liệu là Simon Murphy đi cùng với tiền vệ ngôi sao của mình để đề phòng bất trắc. Thế nhưng, điều mà không ai mong muốn vẫn cứ xảy ra. Ngôi sao của tuyển Ghana được huấn luyện viên Chris Houghton thông báo là không thể tham dự trận đấu với Angola vì gặp vấn đề với cái chân phải của mình. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ghana chia sẻ: "Thomas gặp một chấn thương nhỏ. Chúng tôi cảm thấy việc để cậu ấy ra sân là một rủi ro quá lớn." Tiền vệ người Ghana đã cảm thấy có gì đó không ổn ở chân phải trong buổi tập với đội tuyển vào Chủ nhật. Những nguồn tin thân cận với cầu thủ này khẳng định đó không phải là vấn đề về quân khoeo và tin rằng anh sẽ kịp bình phục cho trận đấu vào thứ Bảy giữa Arsenal với Leeds tại sân Emirates. Đội ngũ y tế của pháo thủ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc liệu cầu thủ 29 tuổi có thể ra sân trong trận đấu với Leeds hay không. Và lúc này, những người yêu mến Arsenal đều nín thở. Sau cuộc đối đầu với Leeds sẽ là chuyến làm khách tại Anfield của Liverpool. Sự vắng mặt của Partey hoàn toàn có thể sẽ dẫn đến một thảm họa, một cuộc sụp đổ domino và kéo dài thêm sự chờ đợi ngôi vô địch Premier League của Arsenal. Thực tế đã chỉ ra đó không phải là suy diễn của những kẻ bi quan. Partey đơn giản là quá quan trọng với Arsenal và điều thiếu may mắn với pháo thủ là anh cũng quá mong manh. Kể từ khi Partey đến Arsenal, tiền vệ này đã gặp vô số chấn thương cản trở sự nghiệp của anh tại pháo thủ. Chỉ vắng mặt 7 trận cho Atletico Madrid trong hơn 5 năm khoác áo đội 1. Partey đã phải ngồi ngoài trong 39 trận của Arsenal, nhiều hơn cả một mùa giải Premier League vì 7 chấn thương khác nhau. Chính ngôi sao người Ghana cũng không lý giải được vì sao từ một cầu thủ vô cùng sung mãn tại Atletico, anh lại trở nên mong manh đến thế khi chuyển đến Arsenal. Khi đề cập đến điều này, tiền vệ Ghana tỏ ra bối rối. "Chà, tôi nghĩ đó là do sự thích nghi. Nếu bạn đến từ một giải đấu khác, đây có lẽ là điều bình thường vẫn xảy ra. Tôi đang làm mọi thứ để thay đổi điều đó. Tôi luôn nỗ lực để giúp đội bóng bất cứ lúc nào tôi có thể. Khi tôi sẵn sàng và khỏe mạnh, tôi sẽ cống hiến mọi thứ cho đội bóng." Những gì mà Partey làm được khi anh đạt được thể trạng lý tưởng thật sự là một điều khác biệt. Đẳng cấp mà tiền vệ người Ghana thể hiện đem đến cho Arsenal rất nhiều những yếu tố tích cực trong lối chơi. Những con số thống kê thú vị sẽ chỉ ra vì sao Arteta có thể xoay vòng nhiều vị trí nếu cần nhưng sẽ gặp khó khăn rất lớn nếu như Partey phải nghỉ thi đấu. Hai trong số 3 trận thua từ đầu mùa của Arsenal tại Premier League là những trận đấu mà cầu thủ người Ghana vắng mặt, lần lượt là trước MU và Man City. Ở thất bại còn lại trước Everton, Partey được rút ra khỏi sân chỉ đúng 1 phút trước khi James Tarkowski ghi bàn thắng duy nhất cho The Toffees. Arsenal có Partey và không có Partey trong đội hình dường như là hai tập thể rất khác nhau. Điều đó cũng đã diễn ra từ mùa giải trước. Đội chủ sân Emirates rất có thể đã có vé tham dự Champions League nếu như mùa giải của Partey kéo dài từ tháng 8 đến tháng 5, chứ không phải từ tháng 9 đến tháng 4. Tiền vệ này phải ngồi ngoài 3 trận đầu tiên của mùa giải và Arsenal thua cả 3. Anh cũng đã bỏ lỡ 9 trận cuối cùng của đội và pháo thủ cũng đã thua 4 trận trong số đó. Ai dám chắc điều tương tự sẽ không xảy ra ở mùa giải này nếu Arsenal vì một lý do nào đó để mất Partey trong các trận đấu còn lại. Khác với thời những tiền vệ phòng ngự chỉ là kẻ xách nước thầm lặng, vị trí này giờ đây được coi trọng hơn rất nhiều, kéo theo giá trị của những số 6 được nâng tầm không kém các siêu sao tấn công. Việc Chelsea phá két để chiêu mộ Enzo Fernandez cho thấy The Blues hiểu rõ sự quan trọng của hạt nhân tuyến giữa trong mọi cuộc cạnh tranh. Tại Premier League, Rodri là không thể thiếu đối với Man City. Trong khi sự tiến bộ vượt bậc của MU dưới thời Ten Hag khởi nguồn từ thương vụ chiêu mộ Casemiro, bản nâng cấp cho Scott McTominay và Fred. Sự tương phản được thể hiện rõ ở những đội bóng đã sa sút mùa này. Chelsea thiếu N'Golo Kanté và Liverpool khi phong độ của Fabinho đi xuống. Ở một màn nào đó, Arsenal có sự tương đồng với MU. Khoảng cách giữa tiền vệ trụ số 1 và những cầu thủ có thể thay thế họ là quá lớn.
Arsenal đã đánh bại MU thiếu Casemiro vì bị treo giò trong trận lượt về ở Emirates, nhưng lại thất bại tại Old Trafford ở lượt đi khi Partey phải ngồi ngoài vì chấn thương. Albert Sambilokonga, người thay thế Partey ở trận đấu đó, được xem như là một trong những nguyên nhân chính trong trận thua tại nhà hát của những giấc mơ, khi anh ta cho thấy sự non nớt trong việc chọn vị trí để phòng ngự trước khả năng chuyển đổi trạng thái cực nhanh của Quỷ Đỏ. Sự quan trọng của những người như Partey và Casemiro là một yếu tố nằm trong xu hướng thay đổi về chiến thuật. Khi những đội bóng đẩy phần còn lại của hàng tiền vệ lên để pressing tầm cao, đồng nghĩa với việc những khoảng trống phía dưới cũng sẽ lộ ra nhiều hơn. Nếu như đối thủ vượt qua được lớp pressing đầu tiên, những khoảng trống bị khai thác sẽ đặt hàng phòng ngự vào tình thế bị đe dọa nghiêm trọng. Những tiền vệ phòng ngự sẽ có nhiệm vụ bịt kín những khoảng trống đó. Partey, Casemiro hay cả Rodri có thường phải làm công việc phòng ngự của 2 hoặc 3 người. Ngoài sự mạnh mẽ về thể lực hay khả năng tung những cú tắc bóng quyết liệt, họ còn phải có tư duy đọc trận đấu để xuất hiện ở những điểm nóng đúng lúc, đúng chỗ. Chính sự hiểu biết về chiến thuật, cảm quan không gian và kinh nghiệm dự đoán những diễn biến tiếp theo trong tích tắc là điều khác biệt giữa một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp thế giới so với phần còn lại. Do không có người dự bị đủ tốt, Partey thường được coi là nhân vật không thể thay thế của Arsenal. Ở những vị trí khác, Arteta rõ ràng có nhiều lựa chọn hơn. Leandro Trossard mang đến nhiều giải pháp cho hàng công. Kieran Tierney và Takehiro Tomiyasu cho đến trước khi chấn thương đá khá tốt ở vị trí hậu vệ cánh nếu phải thay cho Zinchenko hay Benjamin White. Rob Holding không thể sánh bằng Saliba và Gabriel nhưng cũng chơi ổn nếu đóng thế một trong hai trung vệ đá chính ở vài trận đấu. Eddie Nketiah cho thấy sự hữu dụng khi Gabriel Jesus dính chấn thương. Nhưng riêng ở vị trí của Partey, rất khó để Arteta tìm ra một phương án đủ yên tâm. Có tin đồn cho rằng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, đội chủ sân Emirates đã rất muốn chiêu mộ Moises Caicedo, cầu thủ đang chơi ấn tượng trong màu áo Brighton. Tiền vệ người Ecuador có nhiều phẩm chất tương đồng như Partey và có thể là phương án đầu tư lâu dài cho pháo thủ. Tuy nhiên, mức giá của Caicedo không hề rẻ và sẽ là thương vụ phù hợp hơn cho kỳ chuyển nhượng mùa hè. Thay vào đó, đội chủ sân Emirates đã chiêu mộ Jorginho từ Chelsea, một thương vụ chỉ tốn 12 triệu bảng do hợp đồng của cầu thủ người Italia với The Blues chỉ còn 6 tháng. Jorginho là mẫu cầu thủ khác với Partey, nhưng ít nhất, sự góp mặt của tiền vệ người Italia cũng giúp Arteta có thêm nhân sự ở tuyến giữa. Trên thực tế, Jorginho đã chơi khá ổn trong các trận đấu mà anh được ra sân. Khả năng kiểm soát nhịp độ và chuyền bóng chính xác luôn là phẩm chất nổi bật của cầu thủ sinh năm 1991. Mặc dù vậy, Jorginho không thể so sánh với Partey về sức mạnh cũng như khả năng đóng góp cho mặt trận phòng ngự. Trong trường hợp vắng Partey, nếu không dùng Jorginho thì Arteta có thể chuyển Granit Xhaka hoặc Oleksandr Zinchenko vào vị trí của tiền vệ người Ghana. Tuy nhiên, điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến những vị trí khác và dẫn đến lối chơi của Arsenal sẽ phải thay đổi. Arteta không muốn điều này bởi cả hệ thống của ông đều đang vận hành trơn tru và hiệu quả. Tầm quan trọng của Partey có nghĩa rằng nếu pháo thủ muốn giành được chức vô địch Premier League, sự sẵn sàng của tiền vệ người Ghana trong phần còn lại của mùa giải chắc chắn sẽ là vô cùng quan trọng, ngay cả khi có sự hiện diện của Jorginho hay bất cứ ai khác. Các cổ động viên Arsenal có lẽ đang cầu nguyện cho Partey không gặp phải vấn đề chấn thương nào nữa. Mùa giải tuyệt vời của đội chủ sân Emirates chỉ còn chờ một cái kết hoàn hảo, và mọi rủi ro lúc này nếu xảy ra sẽ đều vô cùng nghiệt ngã.